Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt Paris Night Live Show mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề Xuân Vui Ca. Chương trình sẽ có hai xuất diễn, 2:30 trưa và 7:30 tối ngày Chủ nhật 18/2/2024 tại The Thunder Resort Casino, thành phố Temecula. Chương trình ca nhạc đặc sắc với Thanh Tuyền, Ý Lan, Vũ Khanh, Khánh Hà, Ngọc Anh, Trần Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nhung, Hương Thủy, Mạnh Quỳnh, Như Ý, Tô Trấn Phong, Hoàng Nhung, Dương Triều Vũ, Quỳnh Giang, MC Hồng Đào Hoài Tâm và ban nhạc Brothers Band. Để đặt vé tham dự chương trình Xuân Vui Ca, xin liên lạc trung tâm tiếng Nga tại 14882 Moran Street, thành phố Westminster, hoặc gọi 714-894-5811. Trung tâm tiếng Nga xin trân trọng kính mời và chúc mừng năm mới. Chương trình này được bảo trợ bởi D&D Gel. Chào đón quý vị đến với livestream chính thức đầu năm Giáp Thìn 2024 của Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, và trong chương trình khai trương năm 2024 Xuân Giáp Thìn ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ những vị khách quý đến với đài truyền hình Vietface TV và Trung tâm Thúy Nga. Kính thưa quý vị, vợ chồng của đôi danh ca Khánh Hà và Tô Trấn Phong. Lần đầu tiên lên livestream của Trung tâm Thúy Nga cùng với nhau, và giám đốc Trung tâm Thúy Nga cô Marie Tô Ngọc Thủy. Xin chào quý vị. Anh chị chào khán giả nghe. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Khán giả của Trung tâm Thúy Nga. Khán giả của Trung tâm Thúy Nga. Và đây là nhân dịp năm mới, thì Phong xin chúc quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng và mọi sự như ý. Chị Khánh Hà chúc tên. Và Khánh Hà xin kính chúc quý vị một năm Giáp Thìn, một mùa xuân đẹp nhất và mọi điều tốt nhất sẽ đến với quý vị. Rồi, báo chúc tới khán giả nè. Xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Và đặc biệt là mong quý vị luôn luôn ủng hộ Trung tâm Thúy Nga, những chương trình của Paris by Night và tất cả anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và gần đây nhất không xa, kính thưa quý vị, xin quý vị ủng hộ ngay cho Paris by Night live show vào ngày 18 tây tháng 2 Chủ nhật sắp tới đây tại Pechanga Resort and Casino, chương trình Xuân Vui Ca với sự góp mặt của vợ chồng danh ca Khánh Hà và Tô Trấn Phong cùng những tiếng hát đang rất được yêu mến của Trung tâm Thúy Nga. Chỉ có hai xuất diễn mà thôi, vào lúc 2:30 phút trưa và 7:30 phút tối. Vé số điện thoại để quý vị liên lạc đặt vé ngay bây giờ là 714-894-5811. 714-894-5811. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng với livestream ngày hôm nay. Thì trước tiên là cho phép ngày hôm nay được gọi là anh Tô Trấn Phong và chị Khánh Hà. Nên như vậy. Dạ, để cho nghệ sĩ lúc nào mình cũng trẻ mãi với thời gian. Em nghe đồn là chị Khánh Hà là một trong những nghệ sĩ bên cạnh chị Thủy nhà mình rất là cưng chồng, rất là chiều chồng, rất là yêu chồng. Cái này thì phải để người chồng họ, người chồng trả lời chứ mình nói có phải không? Dạ, anh Tô Trứng và anh Phong có phải vậy không anh? 10 năm đầu thì cưng như trứng mỏng. Rồi sau 10 năm sau thì bớt chút xíu. Có thằng nhóc ra thì có vẻ bớt. Chia. Còn 10 năm sau này thì
Chắc không còn nữa. Xạo. Nhưng mà em nghe là tới bây giờ là chị Khánh Hà vẫn rất là chăm chút gia đình, là biết anh Phong thích ăn bún thang, vẫn là đi chợ và nấu món ăn anh yêu thích, đúng không chị? Thì đúng, thì phải nấu bún thang, là nấu những cái món mà Phong thích, mà mỗi lần nấu nó hơi cực, thì là nhưng mà mọi trong gia đình mà ăn ngon thì mình rất vui. Yeah. Nhưng mà cũng là một cái thú nấu ăn, nhưng mà đôi khi bận quá đó thì cũng hơi mệt. Mà chừng nào rảnh lắm thì mới nấu thôi, phải không Thủy? Thủy có phải nấu không? Chướng ghê đó. Kính thưa quý vị, Thủy thì là Thủy không có nấu ăn. Ngày xưa đó, khi mà thời mà còn ở nhà bôn xa đó, thì lúc đó đó thì là Thủy nấu ăn khi mấy đứa nhỏ còn nhỏ. Nhưng mà sau này thì cái công việc càng ngày càng nhiều, thành ra là không có nấu ăn. Đó. Nhưng mà biết ăn ngon ạ. Biết ăn ngon. Nhưng mà hôm nay đó thì đặc biệt, kính thưa quý vị, năm nay là năm Giáp Thìn. Thủy cũng là tuổi Giáp Thìn. Năm nay thì là âm lịch đó là Thủy là 61 tuổi. Và cô Khánh Hà cũng là tuổi Thìn luôn. Thì đầu năm Giáp Thìn mà livestream với hai con rồng. Và chính giữa là thế giờ cái này là hòn ngọc đây nè. Gọi là đem mang châu. Lại tất cả quý vị. Hôm nay xin lỗi Thủy đầu năm nhưng mà Thủy bận màu đen. Tại sao? Tại hồi nãy đi lại đằng make up đằng anh Travis Vũ thấy cô Khánh Hà bận cái quần da đẹp quá, thành ra về mình phải kiếm đồ nào mình hơi ngầu ngầu chút xíu. Chứ đang tính một cái sơ mi sặc sỡ nhưng mình thấy vô nên thấy hơi kỳ. Đó, cũng cạnh tranh chút xíu. Không khác màu trông đẹp kìa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Là cái lần đầu tiên mà chị Thủy gặp anh Tô Trấn Phong là hồi nào chị có nhớ không? Chị thì chị nhớ là ngày xưa vào năm 1989 đó, thì lúc đó anh chị từ bên Pháp qua bên này theo ba để bắt đầu khởi đầu trung tâm Thuyết Nga tại Mỹ. Thì lúc đó thì anh chị quen với là hồi lúc đó là cái video nó đang nổi, thật là nổi, là cái video Dĩ Vãng của Trịnh Nam Sơn. Mà Trịnh Nam Sơn thì đạo diễn quay cái video đó là Lưu Huỳnh, Dĩ Vãng và bài gì quên đi tình yêu cũ. Mà anh Trịnh Nam Sơn là chú của anh Tô Trấn Phong. Thì lúc đó đó thì anh Lưu Huỳnh không biết sao quen với Phong và mới làm cái video Hè 90. Đúng rồi. Rồi thì... từ đó bắt đầu mọi sự việc hết. Đúng vậy. Dạ. Yeah. Thì cái lúc đó là Lưu Huỳnh lúc đó vẫn còn là học sinh. Đúng rồi. Thì lúc đó Huỳnh mới Lưu mới đi học ở trường Pasadena Art Center. Yeah. Thì khi mà học ở trường học đó thì người ta bắt buộc phải có làm những cái project để mà cho người ta chấm điểm. Thì nếu mà làm project đó thì thường thường người ta phải có tiền. Yeah. Và hơn phải có tiền mua phim, tại vì phim rất là mắc lúc đó. À, lúc đó quay bằng cho... 16 phải không ạ? 16 ly phải không ạ? 16 ly. Dạ. Chứ sao tưởng là 35. Sorry, yes. 35 ly chứ. Đúng rồi. Yes. Giỏi quá. Sau lưng một chứ người đàn ông thành công có một người vợ. Rồi thôi cứ nói tiếp rồi sau nói tiếp đi. thì lúc đó thì lúc đó Lưu thì học sinh mà đâu có tiền đâu, thì lúc đó thì Phong cũng thân lúc với đó anh với đi học cùng trường hay sao? Không, lúc đó là Lưu là quen với người một cousin của Phong. Yeah. Thì cousin của Phong mới nói là lúc mà qua thăm với Phong nói là ô, mình có người bạn ở Minnesota muốn qua đây để đi học trường Pasadena mà không có nơi ở. Thì Phong nói ok sure, tới ghé qua tại nhà Phong ở mình không sao hết. Thì lúc đó Lưu tới ở chung với Phong, thành ra chung quy là roommate, đúng không? Thành ra lúc đó mới biết Lưu. Thì lúc sau đó thì Lưu đi học trường học, thì Lưu lúc đó không có tiền thì mới ra cái ý kiến là tại sao bây giờ Lưu không có quay video, xong rồi nếu mà bán được cái thì gỡ lại vốn hoặc là lời thì chia. Thì lúc đó thì mình thật sự cũng đâu có phải là trong cái nghề này đâu. Thì nghe cũng thấy cũng có máu nghệ thuật trong người hả? Thì mình biết là Lưu có cái tài quay. Yeah. Thành ra mình mới thấy thì thật sự là mình cần không có cái gì mới lạ, thì bây giờ mình còn trẻ mà invest vô có sao đâu, chỉ cũng được mấy ngàn, 20 ngàn thôi, đâu có sao đâu. Thì lúc đó mình mới làm thử, thì lúc đó mình mới bắt đầu là chọn ca sĩ thì rồi đi vòng vòng rồi gặp sao chọn Khánh Hà nè. Đấy. Thì thật sự ra thì mình cũng không có biết nhiều về ca sĩ, thì mình mới nói chuyện với ông chú. Thì chú Sơn chú mới nói là chú Sơn là Trịnh Nam Sơn. Trịnh Nam Sơn đó. Yeah, thì chú mới cho ý kiến, chú nói là ca sĩ mà nổi ở đây đó, nam là Tuấn Ngọc, nữ là Trịnh Nam Sơn. Nữ là Khánh Hà đầu óc đó. Không phải nhắc tới vợ là bắt đầu là cái vợ rung đầu luôn. Thì đó thì nói với Khánh Hà, thì lúc đó mình mới làm một cái list ra.
thì trong đó có anh Đức Huy, thì Khánh Hà dĩ nhiên là cái người mà mình đi mời đầu tiên. Thì lúc sao? Đó cũng nhờ vậy mà mời luôn đấy. nhưng mà kính thưa quý vị, chị xin ngắt lời là quý vị biết là lúc đó là cô Khánh Hà thật sự là top, không phải là ai cũng mời được cô Khánh Hà hát diva đâu. Cổ rất là kén, yeah. Kén chọn lắm. Ngay cả trung tâm Thúy Nga mời cổ cũng từ chối vài lần, mới sau này mới cô mới hát đó. Biết tại sao cô từ chối? Tại có lúc đó mình cũng không chắc gì là chưa ai có thể có những cái hình ảnh đẹp đúng thì rồi, cô mới được. Thấy cô mới bảo là thì có bạn mới giới thiệu bảo có cái tụ đám mà sinh viên nó muốn mời bà hát, thì mình mới nói ok để tôi coi xem, tôi xem có cái hình ảnh ra sao tôi mới coi cái bài gì và ăn quá đẹp luôn. Bài trời ơi, tại sao tôi nói trời, tôi nói có mấy cái gì cái hạt hạt cái green đó cái mình coi xong cái mình mới nói được rồi, thì được rồi tôi bằng lòng. Nhưng mà lúc đó cát xê sao nè, có ủng hộ sinh viên nghèo hay là cát xê của cô Khánh Hà lúc đó là cao nhất đó? Lúc đó mình có nhớ nói cát xê không, không nhớ nữa. Có chứ, nhưng mà bây giờ mình phát hành được mà. Mình phát hành, mình nói bây giờ nếu mà tôi hát thì tôi phát hành được không, cái Phong mới ngồi chứ cũng được thì đó. Lúc đó mình có trung tâm đâu mà. Dạ, hiểu rồi, tức là anh Phong là producer, yes. Với Lưu Huỳnh làm xong cái chương trình đó, ừ. Nhưng mà cô Khánh Hà phát hành đó. Thì lúc đó thì mình nghĩ vậy, thì tại vì chưa quay mình mới mời Khánh Hà đã có trung tâm rồi, rồi yes. Thì đó, yes. Thì mình mới nghĩ là chi đòi Hà đòi phát hành mình còn mừng nữa, tại vì mình đâu có trung tâm gì đâu, mình chỉ làm một cái chương trình thôi, mình cũng ra, nhưng mà em Hà nói là chịu lên. Em muốn hỏi là ấn tượng đầu tiên của hai anh chị khi mà gặp nhau lần đầu ngoài như thế nào? Không thì cũng là thì cũng vậy chứ. Không thấy mình còn đỏ mặt kìa. Không có vậy cả. Chỉ cũng như là mình là một người làm việc thì mình nói chị, tôi với Phong, còn Phong xưng chị. Vì làm sao? Thì mình cũng chị trước chị mà sau em cũng biết. Lúc đó là bắt buộc phải xưng chị rồi. Yes. Nhưng mà trong cái phim, trong cái Hẹn 90 Thủy Không Quên là cô Hà hát bài gì ta? Công tên số 8. Công tên số 8. Với lại 7 Ngày Đợi Mong. Đó, hai bài. Ok. Bây giờ cái băng đó mình còn không? Còn chứ. Master không? Tại sao mình không phát hành lại hay là để lên channel YouTube của Khánh Hà? Ok. Yeah. Hồi đó quay rất là đẹp. Phải công nhận là hồi đó cái video Hè 90 là cũng chấn động đó. Ồ vậy hả? Tại vì ngày xưa là mọi người đều quay bằng video. Đúng. Nhưng mà Lưu Huỳnh lại quay bằng phim. Phim. Thì sau đó thì Lưu Huỳnh mới thực hiện cho anh chị cái chương trình cái cuốn gì đó. John quên rồi ta John. Cái cuốn gì mà có anh Thi rồi Tuấn Ngọc cũng hát đó John. Đẹp lắm, cái video quay đẹp lắm. Đó Tình Yêu Và Ảo Ảnh. Dạ, đó, cũng đẹp lắm. Yeah. Đẹp, video quay đẹp. Cái thời đó là cái thời hoàng kim ha, của MV của Việt Nam ha, rồi Ngọc Lan nữa. Yeah. Nhiều lắm những chương trình rất là hay. Nhưng mà em đang thắc mắc là trong cái giai đoạn mà từ chị Khánh Hà rồi thành em Khánh Hà rồi không có em đâu kêu honey hay là cưng là được rồi chứ. Đó, chị em từ, kỳ quá. Từ chị thành cưng rồi anh Tô Trấn Phong từ producer thành ca sĩ luôn. Thì như thế nào thì chị Khánh tại Hà vì đó thì cũng Phong thì cứ đi ra đi vào mà hát vân khuê thì mình thấy ý cái giọng này cũng ấm áp đó thôi. Sao Phong mua đây hát với tôi một bài. Phong thì lúc đó là hai người đã thành vợ chồng rồi chứ. Rồi. Phải không? Yeah. Sau này anh Phong mới hát chứ lúc đầu anh đâu có hát đâu. Yeah. Sau một thời gian sau thì còn nhớ cái CD mà cái hình mà vàng vàng đó phải không? Yeah. Đó là Kỷ Niệm Đầu Vợ Ta. Cái Kỷ Niệm Đầu Vợ Ta. Cái cuốn đầu tiên là Mối Tình Đầu ca qua tại cái bài phải không? Yeah. Tại cái bài mà kỷ niệm cái gì chiều mưa phải không? Kỷ niệm kỷ niệm chiều mưa của bố đặt lời Việt đó. À, thì đó rồi. Thì cái lời nó có vẻ gì tôi nói thôi bây giờ Phong vào hát chung nha, thì nó mới hát chung đó mà thành ca sĩ nửa bài mà lại thành công luôn. Nhưng mà Thủy có một cái thắc mắc là thưa quý vị thường biết đó là nữ ca sĩ Khánh Hà, cô Khánh Hà có phòng thu riêng tại nhà. Yes. Rồi thì khi mà thu âm á, thí dụ anh Phong hát rồi cô Hà ngồi ngoài coach hay rồi có xung đột có gây với nhau không? Cũng có chứ, lúc đầu rồi sau là tự thâu lấy. Tự thâu lấy thôi cô. Thôi mà đi chỗ khác. I don't want to see your face right. I don't want to see your face. Kinh nghiệm bản thân. Hồi đó khi mà lúc đó Thi mới hát đó, Thủy còn nhớ là Thi hát cái bài gì đây nè, bài Thánh Ca Buồn. Thâu trong phòng thâu bên Pháp, Thủy ngồi ngoài nhìn mặt Thủy thì hát không được. Đi ra ngoài đi.
Đây nó gọi là bụt nhà không thiêng, vợ nhà lại càng không thiêng. Khán giả comment là video hè 90 cô Hà đẹp xỉu, tôi con gái tôi còn mê, huống chi là chú Phong. Mà kính thưa quý vị, Ngọc Hân muốn mời quý vị cùng xem lại một hình ảnh nam ca sĩ Tô Trấn Phong cùng với nữ ca sĩ Lưu Bích. Hình ảnh này từ trung một tâm cái Thúy chương trình Nga đó. Dạ, đây là một hình ảnh từ trung tâm Thúy Nga. Để quý vị xem lại cái hình ảnh này đó. Đây. Là cũng là vì mình là cái người là ý kiến cho Phong với Bích hát chung chứ. Wow, hồi lúc này quay mình phải. Để đây mình kể cái. Đúng rồi. Wow, đẹp quá. Hả? Đẹp quá. Đẹp quá luôn. Đó, cái nghiệp của Thủy đó. Yeah. Thì nói những cái này là những cái mà để đời đó, thì biết không? Yeah. Nổi da gà thiệt. Mà tại sao hồi đó lại chị Khánh Hà lại nảy ra cái ý tưởng là kết hợp anh Phong cùng với chị Lưu Bích? Tại Thủy mới hát, Bích mới hát. Hết. Đó, em nhìn hồi đó với bây giờ không khác nha. Khác chứ. Đau khổ đâu, đau khổ. Bún và sữa. Thầy đó bún và sữa. Chị Hà nói là mặt lúc đấy bún ra sữa. Thời gian rồi. Nhưng mà cái này là chị Khánh Hà là người xe duyên. Ý kiến. Ý kiến cho Tô Trấn Phong và Lưu Bích kết hợp lại trong. Không biết lúc đó thì cũng ra cuốn băng, muốn ra một cuốn băng thì muốn có người hát phụ, hát chung. Dạ. Dạ. Nhưng mà theo Thủy thấy đó là những cái bài hát mà anh Phong hát đó, cái sự thành công dĩ nhiên là về cái giọng của anh Phong thì rất là ấm và nhìn rất là đẹp trai, nhìn rất là, nhưng mà em nghĩ là Thủy nghĩ là cái lời của bác Lữ Liên viết quá hay. Những cái bài hát đó bây giờ mấy chục năm sau mà ngay cả trong nước họ khi họ nhắc tới họ rất là mê những cái bài hát đó. Bây giờ những ca sĩ trẻ sau này trong nước họ cũng hát lại. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi, nhiều lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình kể là về những cái kỷ niệm lúc mà quay cái music video này bên Paris đi. Anh Phong nhớ không? Nhớ. Cái hành trình sao nhá. Phong nhớ cái, tại vì chưa bao giờ đi qua Tây, thành ra cái thời gian đi quay cái video này thì Phong mới đi qua ở bên ở quận 13. Đúng rồi, quận 13. Thì nhờ quay cái video này thì Phong với Hà mới ở quận 13 lúc đó đó. Thì Phong mới nhớ sáng sớm là ở gần đó có cái tiệm mà bánh mì khai trí rất là ngon. Đúng rồi, bánh mì khai trí. Yes. Tôi nhớ gì cũng nhớ anh. Anh chứ, kỷ niệm nhất ở bên Tây. Xong rồi thì lúc mà quay cái video Phong nói thiệt, lần đầu tiên Phong nói thiệt, ca sĩ mà Phong đâu phải là đâu có cam live bao giờ đâu. Yeah. Mà đứng lên cái trên này là ca lẻ. Mà đã phải đi lên sân khấu, mà đứng ở trên sân khấu của Thúy Nga lúc đó khớp kinh khủng luôn. Dùng trên cái sân khấu lúc đó là cái Thúy còn nhớ là cái sân quay rất là nổi tiếng của Đài Truyền Hình Pháp, gọi lắm. Là Sacré Soirée. Cái sân quay number one thời đó, đó thì Thúy Nga đã vào đó quay. Yeah. Thì lúc đó là quay Phong nói quay trong studio trước rồi xong rồi mới thêm ngoại cảnh. Đúng, phải không ạ? Đúng rồi. Và Phong cứ hôm qua mới nhắc cái cuốn này, Phong nói từ giờ đừng có cho Phong mặc áo hoa. Không, cái thời này là cái thời mốt vừa sáng chi vừa sáng chi, cái này là lúc đó là thời trang lắm luôn. Mà Phong nói bây giờ Phong không thích mặc áo hoa. In fashion lắm luôn đó, lúc đó là in fashion lắm luôn. Yes. Đó. Cái taste mà fashion của cô Hà rất là hay đó quý vị ơi. Đó, là mà bây giờ chơi lên chơi xuống. Trang phục này là chị Hà chọn cho. Đúng. Ngay cả đi interview hôm nay mà cô đã mua cho Phong một cái Dolce & Gabbana còn ở ngoài xe. Đẹp lắm. Cái áo Dolce & Gabbana. Jacket. Yeah, mà bảo Phong mà nó không. Không phải người đó, nó không muốn chịu mặc đó chứ. Mà cái print của nó đẹp lắm. Mà không mặc cái hình. Không chịu mặc thôi. nhưng mà bây giờ là em thắc mắc là hồi nãy là chị Khánh Hà gọi anh Phong là nam ca sĩ nửa bài. Là từ nam ca sĩ nửa bài là từ cái bài hát vào phụ hát chung kỷ niệm chiều mưa đó. Nhưng mà sau đó rồi mới tự thâu lấy thì mới nhiều bài, nhưng mà không ngờ là những cái bài kia cũng thành công.
Có một điều mà Thủy sẵn có cô Khánh Hà và anh Phong ở đây vẫn quen gọi là cô với anh, giống như chú Chí Tài, chị Phương Loan. Ok, anyway, thì đó là quý vị có biết là trung tâm Khánh Hà Production trong cái thời kỳ mà hoàng kim của CD phát hành thì cô là những cái CD rất là chọn lọc và cái giá bán trên thị trường cũng cao. CD Khánh Hà, tại vì lúc đó mẹ Thủy mua về Pháp bán là CD Khánh Hà là giá cao lắm, và cái vấn đề mà hòa âm rồi chọn bài hay cô rất là khó tính. Hai người producer rất là khó tính, thành ra bây giờ những cái CD đó quý vị nếu nghe lại là rất là hay, từ chọn bài, hòa âm, âm thanh, tất cả là đều rất là chất lượng. Cảm ơn Thủy. Chất lượng. Không, cái đó Thủy nói thật. Cái đó là Thủy nói thật. Và chứ vâng. không có khen gì hết. Tất cả những khách mà yêu nhạc mà khán giả cũng là, nói đều biết hiểu. Đều biết cái chuyện này hết. Nhân cái dịp này Phong muốn mấy chục năm rồi, nhưng cái câu cảm ơn này hơi trễ, nhưng mà thật sự ra Phong rất là cảm ơn cái vấn đề mà Thủy quay cái ngoại cảnh cho Phong về cho cái dị vãng nhạt nhòa đó. Thật đó, là tại vì khi mà Phong quay trên sân khấu lúc đó là Phong biết là lúc đó là cái người mình nó hơi nervous, phải không? Yeah. Nó không có được thoải mái. Thành ra khi mà quay cái ngoại cảnh nó ít nhất là nó cứu vớt được một chút xíu. What a relief. What a relief. Thành ra khi lúc về nhà Phong coi được cái ngoại cảnh đó, Phong nói trời hết sợ, mừng quá trời luôn, nói thiệt. Mà thật sự ngoại cảnh ở ngoài Paris bây giờ mình không muốn, mà nếu cặp tình nhân đi ngoài Paris quay lúc nào mình cũng thấy thơ mộng, nó cũng add thêm vào cho cái bài hát. Đúng vậy. Lúc nào cô với Phong là cũng có kỷ niệm ở Paris nhiều. Yeah. Tại vì bên đó nhìn cái thành phố nó rất thơ mộng. Yeah. Yeah. Nhưng mà Thủy nhớ cái bài mà ấn tượng nhất cô Khánh Hà là cái bài mà Tiếng Mưa Đêm đó. Yeah. Bài này 20 cô đứng trên cái cầu đó. Yeah. Oh my god, lúc đó trời, cô bận bộ đồ đó là gì? Chanel. Chanel. Yeah. Yes. Trời ơi, đẹp rồi. Luôn. Hồi đó cái bài đó mở đầu chấn động luôn á. Trong cuốn Paris by Night 20, để mai mốt trung tâm Thúy Nga sẽ yeah, mở lại bài đó mà cái phỏng vấn của anh Ngạn cũng dễ thương ha. Dạ, yeah, lúc đó rồi lúc đó Lubit cũng hát, Lubit cũng hát. Dạ, yeah, yeah. Hay lúc đó thật sự quá nhiều kỷ niệm ở bên Pháp với cô Hà, anh Phong và bà biết Lubit. Tại sao kêu cô Hà không? Vì cũng rất nhiều người bằng tuổi Thủy kêu bằng chị, tại vì dù gì cô Khánh Hà đã làm việc với ba mẹ Lai, dạ, Lai đã mời Khánh Hà trước, tại vì anh em rồi bây giờ chẳng nghe Thủy kêu chị luôn sao? Nhưng mà bây giờ có vợ chồng kêu chị, anh chị đó, là nhưng mà rồi em của con của người của vợ chồng nó cũng kêu chị luôn. Mà cô Hà biết ngày xưa đó là thì Thủy còn nhớ cái thời phôi thai của nhạc hải ngoại đó. Mà cái một mà Thủy hồi xưa, tại vì hồi còn nhỏ thì bên Việt Nam thì Thủy thâu băng này kia, Thủy không có nghe những cái băng nhạc trẻ nhiều, mà nhạc trẻ lời Việt thì lúc đó cô rất nổi tiếng. Thì khi mà cái bài mà đầu tiên mà Thủy nghe thì Thủy nói trời ơi sao cái giọng hát quá hay, Tôi Với Trời Bơ Vơ. Cái bài đó là bài một trong những bài đầu tiên cô hát, phải không? Rồi. Cái bài đó là cái hình như cũng băng Tùng Giang đầu tiên. Không, cái của cô. Của cô hả? Băng của cô. Nhưng mà sau đó Tùng Giang phát hành hay sao? Của cô luôn. Cái bài quý vị hãy nghe cái bài Tôi Với Trời Bơ Vơ Khánh Hà hát. Oh my god, hồi đó chị nghe lần đầu tiên chị nói sợ trời, sao giọng hát quá là một cái là không tưởng tượng được luôn. Bây giờ mình còn giữ lại những cái original của những tại cái vì đó hồi không? Xưa đó lại có người này nỉ đó bán đi rồi, bán cái project đó, cái bữa nào cô hát lại bài đó đi cô. Tôi Với Trời Bơ Vơ đi. Cô hát bài đó quá hay luôn. Cái đó người thời hồi đó rồi Thủy còn nhớ cái bìa là cái mặt profile của cô đó bên Pháp đó. Quá nhiều kỷ niệm với cô Khánh Hà. Mà thưa quý vị, phải nói một cái nữa đây, quý vị phải biết là cô Khánh Hà rất là khó tính. Không phải quý vị có tiền mời cô Khánh Hà hát đâu. Lúc đó là cô Hà very pick and choose, rất là chọn lọc. Không phải trung tâm nào mời cũng hát đâu. Cô rất là giống như là trân quý cái giọng hát của mình. Phải hát làm sao cho nó đúng và phát hành cho nó đúng. Rồi hình ảnh tất cả. Đây là một cái điều mà Thủy phải nói về cô Khánh Hà. Cảm ơn Thủy. Bây đúng giờ... đó, lúc đó mình khó lắm. Dạ. Tại vì mình muốn cái gì mà mình hát. Với lại cô cũng ít thâu nữa. Tại đúng cô rồi, sợ thâu ngoài là khán giả sẽ chán. Nhưng mà mình phải hạn chế một chút. Dạ. Thì người ta mới mến yêu mình hơn nhiều hơn. Có khi cái đồ ăn á, thức ăn mà mình ăn nhiều, mình cũng ăn hoài, mình cho cũng dù chán. Ngon quá mà mình dù ăn nhiều. Dù ngon cách mấy mình cũng chán. Dạ. Thành ra mình hạn chế một tí xíu á, để mình còn được yêu lâu dài hơn. Theo người mình nghĩ sâu như vậy. Bây giờ là trước khi mà tiếp tục livestream, bây giờ là phải hỏi một cái câu này, là bây giờ khán giả đang bắt con là phải gọi là cô Khánh Hà, không được gọi là chị Khánh Hà. Bởi kêu là nếu mà gọi là chị Khánh Hà thì nghe không có phải là thôi đầu năm mình gọi cô đi.
Bây giờ chẳng lẽ bây giờ gọi cô Khánh Hà thì chú tôi Chánh Phong mà. Mà Phong lại không chịu. Không chịu cho chú gọi bằng chú. Thôi cãi với cô với anh cũng được, không sao đâu. Easy. Coi như là you and me thôi. Đó. Bây giờ thì thôi, bây giờ có một câu hỏi mà muốn hỏi là hồi xưa là anh Phong đi hát là cũng từ ý kiến của vợ. Và nghe nói là bây giờ mà trở lại cái việc mà đi đứng trên sân khấu mà ca hát chuyên nghiệp cũng là bởi vì do ý vợ, đúng không ạ? Đúng vậy. Anh Phong kể lại câu chuyện này, tại sao bây giờ quyết định trở lại sân khấu âm nhạc nè? Thật sự ra nó cái đời ca sĩ của Phong nó mang tiếng là mình phát hành băng nhiều, nhưng mà Phong không có ca live nhiều. Không có ca live nhiều, ca rất là ít. Đi trình diễn live. Trình diễn live, yeah. Cho nên Phong không bao giờ Phong nghĩ là Phong là một người ca sĩ để mà đi trình diễn hết á. Phong chỉ có thâu băng, thì bây giờ nếu mà cũng mừng là có một số khán giả yêu quý mình, yêu mến mình thì mình cũng mến, nhưng mà thật sự là mình không có nghĩ là mình sẽ đứng trên sân khấu mình ca. Cho nên lúc sau này thì mình có công ăn việc làm riêng của mình rồi, thế ra đâu có nghĩ là đâu có dễ để mà một người mà không có ca hát mà đã vậy mất vắng bóng ở trên thị trường hai chục năm rồi, tự nhiên bây giờ mình đi về mình ca thì cái chuyện đó mình đâu có biết là ai sẽ thích mình, ai mà biết mình nữa đâu. Yeah. Cho nên khi mà Hà nhắc nhở nói thôi bây giờ về ca với Hà một lần đi, Phong nói ôi trời ơi. Dụ. Tức là về Việt Nam đó thì thật sự thưa quý vị thì em xin phép cắt lời một chút xíu là tại sao chương trình này Thủy mời cô Hà, Khánh Hà và Tô Chấn Phong. Tại vì Thủy cũng biết quý vị nếu theo dõi sinh hoạt của cô Khánh Hà thì lúc sau này cô Khánh Hà và Tô Chấn Phong về Việt Nam rất là nhiều, hát cho những chương trình tại phòng trà và được khán giả rất là yêu mến. Biết bao nhiêu comment bác, biết bao nhiêu, thì Thủy nghĩ là tại quần cam hình như cô chỉ hát có một hai lần với anh Phong thôi phải không? Không có nhiều, thành ra Thủy nghĩ cái chương trình một lần thành ra Thủy nghĩ cái chương trình xuân này đặc biệt là mời cô Hà với anh Phong hát để cho quý vị có thể thưởng thức, chiêm ngưỡng cặp vợ chồng đôi uyên ương, đôi uyên ương hát thật trên sân khấu thì là đó là cái chương trình xuân vui ca. Dạ, kính thưa quý vị, nếu như quý vị yêu mến hai tiếng hát Khánh Hà và Tô Chấn Phong, mà quý vị như là anh Tô Chấn Phong vừa mới chia sẻ là thường thường anh rất là ít khi trình diễn live, đi các chương trình live show ở bên ngoài, thì đây là một trong những dịp hiếm hoi mà cả hai vợ chồng cùng xuất hiện ở trên một sân khấu tại quận Cam nữa, ngay tại sân nhà. Xin mời tất cả quý vị cùng đến với chương trình Xuân Vui Ca Paris by Night live show vào ngày Chủ nhật 18 tây tháng 2 sắp tới tại Pajanga Resort and Casino. Chỉ có hai xuất diễn thôi thưa quý vị, 2:30 trưa và 7:30 phút tối. Đây là một chương trình mà đầu năm sẽ mang tới cho quý vị những cái phút giây rất là vui tươi và sẽ trình diễn những cái bài hát mà quý vị chưa có nghe bao giờ đâu. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 7148945811, 7148945811. Thường thường mà mình đi show bên ngoài như thế này thì cái phần chọn bài là cô Hà chọn hay là Phúc không chọn? Người nói chung thì là cái chương trình khác thì không có nói theo ý mình, nhưng mà chương trình này theo ý producer đây ngồi bên kia cả, có bằng lòng hay không? Không, mình có ý kiến, nhưng mà anh khi thua. Mà đây là một cái chương trình live concert thì nó khác với chương trình thu hình. Thì trung tâm Thúy Nga hỏi ca sĩ đưa cái danh sách list bài mà ca sĩ thường hát. Tại vì thưa quý vị, khi ca sĩ đi hát live thì ca sĩ biết rõ là khán giả thích mình hát bài gì. Và bởi vậy thành ra là những cái bài hát mà ca sĩ hát live trong cái chương trình này, đây là những bài ca sĩ đề nghị, rồi sau đó thì trung tâm Thúy Nga mới chọn lọc lại. Tại vì là ca sĩ là mình, khi mình hát live thì mình biết phản ứng của khán giả, họ thích bài này như thế nào, phải không cô? Đúng vậy. Mà chương trình này không phải chỉ có nhạc xuân đâu đúng không chị, còn có nhạc tình nữa. Có nhạc tình nữa, nhạc tình, nhạc xuân. Khánh Hà và Tô Chấn Phong mà làm sao chỉ có không có nhạc tình được. Bây giờ muốn hỏi cô là bây giờ đã chuẩn bị bao nhiêu bộ đồ cho Phong? Không, đã có sẵn rồi. Mà chuẩn bị một bộ mà Phong không thích thì thôi đành phải đem đi trả lại. Tại vì tiếc lắm. Trời ơi, cái đó cũng mắc lắm đó, nhưng mà thôi Phong không muốn hoa vẻ nhiều. Simple Thủy. Simple gentleman hả? Phong nói bây giờ Phong hối hận tại sao Phong mặc cái hôm đó mặc cái áo đỏ. không phải là đừng có hối hận. Cái hồi đó là cái bộ đó là nó đúng là cái trend của cái năm đó. Nhưng mình giờ mình biết là năm nào rồi, nhưng mà vẫn đẹp, vẫn là Versace thiệt. Nó classic. Rất classic. Nhưng mà bây giờ như hồi nãy, nếu mà nãy em đang hỏi đó, là bây giờ là nếu như mà đây không phải là một chương trình xuân thì cái khâu chọn bài trong những cái mình khi mà mình hát live show ngoài đó là
cô Hà chọn rồi hai vợ chồng cùng tập với nhau hay là... Có, cũng như vậy, cũng chọn những cái bài mà mình đã được thành công và khán giả thích. Thì mình sẽ chọn những cái bài nó có thể khác hơn ngày hôm nay. Tại dạ. nhiều mà Phong cũng dạ. có nhiều bài lắm. Dù không ca live chứ cũng nhiều bài hit. Thấy là anh Phong trình diễn live rất là relax. Coi yeah. như là mình đang hát ở nhà phải đó, đó. Đấy. Nhưng mà trong tim thì đập nhất là mấy show đầu á. Ồ vậy hả? Nhất là mấy show đầu mình về. Thì tại vì mỗi lần mà Phong đi ca, gần đây Phong đi về Việt Nam là 3 chuyến rồi. 3 chuyến thôi, yeah. không có nhiều lắm đâu. Mà vậy còn nữa phải không cô? Dạ. 3 chuyến mỗi chuyến 10 show. 3 chuyến mỗi chuyến 10 show. Mà thường thường Phong đi về trước khi Phong về là Phong về trở lại. Đây đó là ít khi Phong ca lắm. Yeah. Thật sự ra cái chương trình này là tại vì chương trình của Thúy Nga thì nào Phong rất là nghe là Phong thích liền là Phong muốn đi, chứ thường thường mấy chương trình khác là chắc Phong là về đây là thường thường về nhà mà cá nhà mà thì đó là về, nhà về tới đây là Phong việc làm nhiều thành ra không có cái thì giờ mà mình nhận show, thành ra về tới đây thường thường là Phong nghỉ tới khi nào mới bắt đầu đi một chuyến xuyên Việt nữa, lúc đó là bắt đầu lại mò lại là tập tiếp mà khi đi về Việt Nam thì dĩ nhiên bước về lên sân khấu lần đầu tiên hoặc là 2-3 show đầu á là tìm được đập dữ lắm. Không, nhưng mà phía ngoài đâu có thể đập. Phía ngoài đâu có thể đập. Nhưng mà cái khí hậu nó khác lắm. Nó cũng ảnh hưởng tới cái giọng mình không? Không, Phong chưa không đâu. Phong sợ về cái giọng lắm, nhưng mà Phong sợ là cái ca sĩ mà mình Phong là người businessman. Thật yeah. ra khi mà đi làm cái gì Phong cũng muốn là mọi thứ ở trong cái sự control schedule của mình. Schedule rồi này kia. Đó, đúng rồi. Yeah. Bây giờ mình biết là khi mà mình làm cái đó thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, nhưng mà ca sĩ là một cái chuyện khác. Mình không biết khi mình bước lên sân khấu là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình hát khán giả có vỗ tay hay không? Khán giả có vỗ tay hay không, hay là mình có quên lời hay không, hay là mình có nervous mình ca. Không có ít đúng không sao đâu, Phong được cái ít. Có. Nhưng mà cũng thưa với quý vị khán giả là anh Phong có một cái business riêng và very successful. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Nhưng mà trước đây có lần nào cô Hà khuyến khích chồng của mình trở lại ca hát mà anh Phong chưa không, có đồng ý không? Không bao giờ, mình nói chưa một ngàn lần không bao giờ đi hết á. Người mời nhiều lắm nhưng mà không đi. Và cái chuyến này là tự nhiên ta mời luôn hai người. Thành ra mình thấy lâu quá thôi, bây giờ đi về Việt Nam thôi, hai người nên đi một chuyến đi, có gì đi một không lần được thôi. Cái duyên á, thật sự ra nếu mà nói về cái duyên á, nói tự nhiên cũng đi. Thì bao nhiêu năm nay là Phong không, tại vì mình không bao giờ mình muốn dám về nó đi nó lại đi, cũng là một cái lo sợ. Tại vì thứ nhất là mình có công ăn việc làm rồi, và bây giờ nếu đi về Việt Nam làm một cái chuyện mà gọi là mình không có chắc ăn, và không mình không ca live thường, bây giờ bắt đầu mình tập lại, mình lên ca mình có ca được hay không, người ta không nghe mình thì không sao, đến lúc người ta nghe nó trời ơi ông này ông ca trong băng rồi ông lên với nó ông ca như vậy nghe kỳ. Ông ca hay mà, bởi vì có chuyến thứ hai chuyến thứ ba mà. Vậy. Cô thôi quý vị lại mời quý vị đến Petronga Casino ngày chủ nhật này để nghe anh Phong và tôi, nam ca sĩ Tô Chấn Phong và nữ danh ca Khánh Hà ca live. Yes. Còn với bạn nhạc The Brothers Band, the best. Yeah. Oh yeah. Yeah. The Brothers the best. Yeah, hôm nọ có hát một lần là hay. Yeah. Yeah. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tô Chấn Phong liền ngay bây giờ trong cái livestream này. Mới bởi vì ngày hôm nay thể theo đưa. Lời yêu cầu của danh ca Khánh Hà, chúng tôi có piano Quốc Vũ hiện diện ở trong phim trường của Việt Fan TV. Yeah. Hello chào. Đó bây giờ nè. Cái này là giống như mình vợt thôi mà, vợt trước mình ngồi là, mình ngồi trong nhà mình hát cho nhau đâu nghe có bao thôi nhiêu, chỉ có 1,100 người đang coi live. Đó là trên Facebook, còn YouTube bao nhiêu không biết. Ok, nếu vậy chắc Phong gửi đến quý vị bài hát Một Thuở Yêu Người. Wow. Lời Việt của anh. Lời Việt của nhạc sĩ Khúc Lan. Dĩ vãng đất trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài.
Một đời vẫn nuôi đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chinh quanh tình nồng ấm, gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Cuộc tình dĩ vãng đứt trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chinh nguyên tình nồng ấm, gối chăn thật yêu dấu những ân tình thơ ấu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Ngày nào chúng mình còn bên nhau, mà bây giờ chỉ còn mộng đẹp muôn đời khó phai. Hà Suối đó, Hà Suối phải nói thêm mấy câu nữa. Hay quá, giọng anh Phong rất là ấm ha, rất là ấm. Bây giờ là em đã biết fan lớn nhất của anh Phong là ai rồi. Đây. Nhân vật chỉ trỏ. Cho tới giây phút này, hồi nãy bây giờ trước khi mà anh Phong hát là vợ ngồi kế bên là nói phải nói một cái câu này, bởi vì cái tiếng của anh Phong nói nó rất là ấm, yeah, nó rất cảm, là hay, yeah, nó rất là tình hình cảm. Như đây là gia đình chứ anh Trịnh Nam Sơn giọng cũng rất là trầm, cũng rất hả? Đúng cái rồi. Đó là The Family hay sao vậy? Chắc vậy đó. Dạ. Yeah. 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 Lúc mà Phong nhớ Phong mới ca đó thì người nhà nói trời sao giọng giống ông dính ông chú giống Trịnh Nam Sơn lắm. Dạ. Đến lúc phát hành băng thì người ta cũng thấy là nhiều người cũng gọi về nói trời sao nghe giống Trịnh Nam Sơn. Mà sau này anh Sơn về Việt Nam hát cũng được thành công lắm thì thấy là mấy rất là được nhiều khán giả yêu chuộng những bài mà những hình như là những bài của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn là cô Khánh Hà là publisher không? Dạ. Trung tâm Khánh Hà là publisher. Đây nè, đây là tức là chủ quyền của những bài Trịnh Nam Sơn những bài đợt trước đó phải không? Dạ, đợt trước, đợt sau này mấy cái bài hát sau này chú viết thì là của chú. Dạ, nhưng mà trước đó là những cái bài của Trịnh Nam Sơn của nhạc sĩ Trịnh sáng tác là Trung tâm Khánh Hà Production là chủ quyền. Bây giờ mình nói chút xíu về Tết đi. Với lúc trước khi anh Tô Trấn Phong còn chưa có trở lại con đường ca hát để mà đi show chung với vợ đó, thì cái lịch bay của cô Khánh Hà mỗi lần mà những cái dịp mà lễ Tết như thế này nó rất là dày đặc, thì thường thường mình đón xuân đón Tết như thế nào ạ? Có đôi khi chẳng có Tết nhất gì ở nhà đó, tại vì đi thì bận quá rồi về nó cũng không có hơi đâu mà làm Tết nhất, là để đi ăn Tết ở nhà em không nhà Thúy Anh, nhà không Thúy Anh, nhà Lưu Bích, Lưu Bích đó, yeah. Chứ còn không có ăn Tết gì ở nhà, không có làm Tết gì ở nhà đó, yeah. Nhưng còn một là ăn Tết ở Việt Nam, hai là ăn Tết ở nhà mấy cô em thôi, yeah. Còn năm nay thì có sự khác biệt thay đổi gì không khi mà hai vợ chồng đã bay show chung với nhau rồi? Khác biệt chứ. Thì bây giờ thì thường thường á, nói đi nói lại ngày lễ ngày Tết là cái những cái ngày mà gọi là nghệ sĩ là không thể nào mà có cái sự gần gũi với lại gia đình được hết đó. Thường thường những cái ngày đó là những ngày quan trọng để nghệ sĩ người ta đi người ta perform, thành ra ít khi, nhưng mà năm nay thì được thì vui, tại vì hai vợ chồng ở nhà thì cũng đi chúc Tết ít nhất cũng có cũng có thì giờ để mà đi chúc Tết với gia đình. Em thấy là có một cái điều rất là lạ, có những ca sĩ thì họ phải cần một thời gian rất là dài để có những bài hit, những cái bài mà khán giả nhớ. Anh Phong là mấy bài thôi, instantly là dĩ vãng nhạt nhòa nè, tình nồng nè,
rồi không chính giờ Phong nhiều bài lắm nè, cái gì hoa nào anh quên nhiều, ở Việt Nam tao hát hết mấy bài đó đó, thì bởi vậy cái bài đó là rất là lạ đó. Ha anh ha, cái đó em nghĩ cũng là được tổ đãi đó chứ đâu phải đúng là rồi. Phong có những bài không? Gì với kỷ niệm nào Bồ Tát nè Phong nhiều khán lắm. Giả nhắc tới Tu Chân Phong là họ nói là bài này rất là nhiều, phải một chục bài á, nhiều khi còn nhiều hơn bài hơn đúng, Thu Hà đúng đó. Nhiều hơn đúng phải không? Nhiều bài hit hơn đó. Nhiều bài hit hơn đó. Đâu nhiều bài hit hơn đó. Không, yeah. Nếu mà nói về mình ca mà một cái bài nào mà nó vô tai với khán giả thì cái đó là thật sự là cũng có cái hên trong đó, nó đi nó lại không, mình phải ca, mình phải truyền đạt có một cái feeling bên cho người ta mới nhớ, em nghĩ chứ còn nếu mà hát mà nó đi từ chỗ này nó qua bên kia thì em nghĩ là tại vì cái cách hát của anh ấy nó hát nó giống như là trò chuyện và tự sự với khán giả chứ nó không có vào một cái khuôn khổ mà thiên về kỹ thuật nhiều, mà nó nghiêng về cảm xúc nhiều hơn, cho đúng nên rồi. Là chạm vào trong nói về khán kỹ giả thuật cho tới thì bây giờ. Nói, cái phrasing nó cũng quan trọng chứ yeah, không yeah, cũng phrasing được yeah, yeah, cũng cái yeah. Phrasing có, mình là không phải khen gì nhưng mà cần cái phrasing. À một điều câu nói cái đó Thủy mới nhớ, Thủy cũng xin nhắc lại quý khán giả nha, cô Khánh Hà, nữ danh ca Khánh Hà là hát bài hát nào phát âm chữ rõ mồn một, không có một cái chữ nào mà đây là đặc biệt của cô Khánh Hà đó, chữ ca của cô Khánh Hà là thôi. Hôm bữa con lần Hoàng Lê nó nói mày vô phòng thâu tại sao mày hát cái chữ đó, mày phải hát thí dụ mà không hay khi không. Đó khi cô Khánh Hà hát là ca hát đàng hoàng. Khán giả đang mà Quang Lê sorry Quang Lê nói là em đang học cái chữ không cái khi của chị. Quang Lê khán giả comment là Tô Trấn Phong nhìn vẫn lãng tử như ngày nào. Hồi đó trước khi em có chồng em mê anh Tô Trấn Phong lắm. Dễ thương quá. Rồi kêu một thời kỷ niệm ùa về trong tôi, giọng của anh rất hay và đặc biệt lạ. Thần tượng một thời kỷ niệm quá đỉnh Tô Trấn Phong. Anh Phong hát trước sau vẫn vậy, hay lắm. Chú Tô Trấn Phong mà hát bài Tình Nồng là chấn động quá tuyệt vời, một thời kỷ niệm. Cảm ơn Trung tâm Thúy Nga mời cô Khánh Hà và chú Tô Trấn Phong trở lại với Paris. Thôi nếu mà quý vị muốn nghe bài Tình Nồng thì có thể lên Pichinga là có ngay. Bài tủ phải có, bài chứ không có khán giả giận đó. Sơ sơ ngày hôm đó là Khánh Hà và Tô Trấn Phong hát 15 bài. Dạ. Những bài mà quý vị yêu cầu. Cô này cũng không làm MC chương trình đó, thành ra cô nói được nha. MC chương trình đó. Nói như vậy khán giả họ đòi đó. Em nói vậy thôi chịu. Thôi bây giờ khán giả yêu cầu quá trời. Bây giờ nói là chồng hát rồi, bây giờ thôi vợ hát đi thôi. Ok, thì lúc nào lên đây là cũng phải cống hiến quý vị một bài hát để quý vị còn nhớ hoài. Dạ, dạ. Thế thôi ngày hôm nay thì cô hát bài gì? Khán giả xin hát bài anh có thấy một anh có biết một em có thấy mùa xuân chưa, anh đã không? Thấy mùa xuân chưa, à em đã thấy mùa xuân chưa, em đã thấy mùa xuân xưa của nhạc sĩ Quốc Dũng, của cái này Quốc Dũng. Cái bài này thì cô Khánh Hà đã quay trong chương trình Paris by Night số mấy xuân đó, xuân. Mà quý vị có biết 101 mà cái bài đó lúc đó quay cũng rất là khó, cũng hòa âm mấy cái hòa âm cô mới chịu phải không, cuối cùng mình vẫn lấy cái mấy mình phải làm Trung tâm Thúy Nga làm hình như 2-3 hòa âm á, cuối cùng mình mới chọn một. Rồi vậy bây giờ sương vẫn rơi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối, áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân
về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ tay vơi. Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mềm. Một giây hồn lênh đênh, môi em thơm ngát, đón đưa hương say tình. Anh biết không anh, anh như bóng mây tìm nơi đầu bên, đầu bên xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời giao rát sóng, gió réo mùa đông, tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa về chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nàng u sầu muôn kiếp về sau. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nàng u sầu muôn kiếp về không? Từng chữ một rất là hay. Khán giả comment hay quá, my number one diva forever. The iconic voice of Khánh Hà is always number one. Rồi khán giả còn nói là giọng của cô Khánh Hà tới giờ vẫn không khác gì ở trong cuốn Paris by Night 101. Tuyệt vời quá, tiếng hát chỉ có duy nhất một mà thôi. Cảm ơn khán giả rất nhiều, cảm ơn. Có một khán giả comment này trong YouTube là phải đọc cho cô Khánh Hà nghe. Khán giả nói là trời ơi, nếu em là đàn ông thì em cũng mê cô Khánh Hà. Không phải là mỗi ngày chỉ cần mở mắt dậy được nghe cô Khánh Hà hát cho một bài thôi là đủ hạnh phúc rồi. Ôi chu cha. Không phải một mình cô hay em mình nói nha, nhiều người cũng đàn bà cũng nói như vậy. Nếu mà đàn ông là phải cua đó. Ngày xưa đó, cô Khánh Hà với ông, khi mà Thủy còn nhỏ, lúc đó Thủy Hoàng khoảng 20 mấy tuổi đó, Thủy còn nhớ là ba má tổ chức đại nhạc hội Die Uptide bên Pháp đó. Thủy lúc đó là Lan Anh đánh trống nha, Lưu Bích nè, cô nè, rồi không anh có Tú Ngọc, anh Tú. Thủy, đối với Thủy lúc đó, cái fashion của Die Uptide đó là top notch. Mình giờ mình thấy là sao mà gia đình này nhìn nó fashionable mà nó sang trọng quá ha. Rồi sau này là được cái vinh hạnh làm việc với cô, mặc dù cô rất là khó tánh, nhưng mà cuối cùng thì mình cứ năn nỉ riêng thì cũng có cái tánh là hay siêu lòng. Năn nỉ riêng là cô siêu lòng. Lòng có cô Khánh Hà là vậy đấy quý vị, cứ năn nỉ riêng là cô sẽ siêu lòng. Nhưng mà cái bài phải nói là Uptide cái thời kỳ đó là nhạc new wave được nổi tiếng á, thì bài Your My Heart Till My Soul là Khánh Hà hát đầu tiên. Yeah. Những cái bài new wave hồi xưa. Đúng thành rồi, ra những hả? Cái chương trình gì mà buổi tối về nào cũng như là về dạo vũ đó, thì khi Khánh Hà hát lên những cái bài new wave thì đó ai cũng nhìn cho ngạc nhiên, cho mà khán giả thích như vậy, mê lắm, được thành công lắm với cái new wave. Và cô Hà biết, thưa quý vị khán giả, tôi cũng xin nói điều này là trong chương trình Paris by Night 137 hành trình 40 năm phần 2, thì ngồi hồi xưa giờ quý vị thấy là chương trình Paris by Night ít khi có một nữ ca sĩ hoặc là một ca sĩ mở màn một mình thôi, thì cô Khánh Hà đó là nửa bài đầu chỉ có một mình cô Khánh Hà ở trên sân khấu thôi, mà đèn vừa sáng lên, màn vừa mở lên, cổ vừa cất tiếng hát, ở dưới rạp vỗ tay quá chừng luôn. Cô Hà nhớ không? Yeah. Không có nghe đâu, về trên đó là lúc đó họ nhảy.
lọt qua không có nhớ gì. Thấy không, Hân nhớ không? Em nhớ và rất là rõ. Tay, không khán ngờ, giả không ngờ, tay. Không expect là cô Khánh Hà open the show. Khán giả không ai ngờ hết mà ngày hôm đó cái hình tượng của cô Khánh Hà sẽ rất là khác cái hình tượng thường thường quý vị thấy true ở trên diva. Thật sự ngày hôm đó quý vị sẽ thấy True Diva mà đứng khi mà tất cả một ánh đèn mà nó rọi tập trung vào một mình cô Khánh Hà đứng ở trên sân khấu mà nó sexy lắm chị ơi. Em mà, ngồi ở dưới em mà coi. Cô Khánh Hà biết cái idea đó từ đâu không? Từ ông Thi đó. Có, ông Thi ông nói là Thủy phải để cô đứng cô hát và cô show off, tại vì cái movement của cô Khánh Hà rất là đẹp. Cô move rất là đẹp. Mà cô cũng không biết tại sao là khi mà Thủy với lại Thi bảo cô xuống để nói chuyện về về cái bài hát thì Thi mới nói bài là Thi mới show tình cái của Văn Phụng. Thi mới show cái cách thức đó rồi nói bài hát tình, tự nhiên là cô cứ ừ ngay, không có một cái suy nghĩ gì là mình nhận lời ngay, cũng như thường thường là phải hay để tôi về tôi suy nghĩ. Thường thường đúng rồi để tôi về suy nghĩ nhỉ. Nhưng mà bài hát bài đó thì quá hay rồi, hay quá. Đó, cô đã hay lắm, cô đã có một cái lắm, cái lời cái dài hay quá. Cái hòa âm cái lời nó dài lắm, ba lời. Thủy chỉ sợ cô không thuộc lời. Ba là một bài đó, đây cái này thành ba bài là mà chưa có bài nào thấy Thủy cô Khánh Hà lo như bài đó hả? Tại ba lời dài quá, nó như là ba bài đó. She practice a lot. Biết tại sao không? Học ngày học đêm. Tại nó như ba bài lận mà, với lại phải move. Thành ra mình không biết mình có làm được hay không. Mà đẹp lắm cô Hà ơi. Vâng, chưa hề đẹp lắm, rất là chic, rất là sang trọng. Sắp ra. Đứng ở trong sân khấu, đứng ở trong sân khấu. Có rất là nhiều quý vị có hỏi Khánh Hà đó là chừng nào có đó phát hành, chừng nào có đó phát hành. Dạ, sắp tháng 3 này phát hành đây. Chính mình là cũng mong, cũng sốt ruột để coi đó, tại vì nghe khen nhiều. Không làm quý vị thất vọng đâu. Đó, kính thưa quý vị, sẵn đây mình đang nói về chủ đề 137 thì cho Ngọc Hân lại một chút xíu. Để kính thưa quý vị, ngày hôm nay có chị Thủy ở đây thì xin được chúc mừng cho trung tâm Thúy Nga là Paris by Night 136 đã chính thức cán mốc 2 triệu view. Wow. Yeah, 2 triệu view. Hôm nay hả? Dạ. Oh, mà thưa quý vị, được mấy ngày rồi là tại vì cô biết là một cái chương trình mà gần 7 tiếng đồng hồ liên tục như thế, mà 6 tiếng rưỡi đồng hồ đó mà được một cái lượt view mà impressive như thế, mà trong cái thời gian ngắn như vậy thì không phải là một điều dễ dàng. Với lại trong lúc này quý vị biết là xuân là rầm rộ, nở rộ, không biết bao nhiêu chương trình có trên YouTube, nhưng mà Paris by Night 136 đạt được 2 triệu view thì Trung tâm Thúy Nga thành thật cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu thương Trung tâm Thúy Nga, yêu thương các anh chị em nghệ sĩ mà để cho cái sản phẩm cuối cùng của Trung tâm Thúy Nga là 136 được 2 triệu view. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, rất là hạnh phúc. Đây là một cái điều khích lệ rất là lớn cho Trung tâm và tất cả mọi người đã làm việc trên cái chương trình đó. Mà bây giờ khán giả còn đang hỏi là bây giờ đầu năm 2024 rồi thì năm nay kế hoạch của Trung tâm Thúy Nga sẽ như thế nào? Chương trình thu hình kế tiếp sẽ thì, vào lúc nào? Bây giờ đó thì là cuốn 137 thì sẽ phát hành trong tháng 3. Và sau đó thì vào tháng 7 thì vào ngày 27 và 28 thì Trung tâm Thúy Nga sẽ trở lại rạp Planet Hollywood ở Las Vegas, là tại vì Caesar Entertainment họ yêu cầu Trung tâm Thúy Nga trở lại, tại vì đã 2 năm rồi không trở lại đó thì they miss us and we miss Las Vegas too. Cô Hà kỳ này đi Las Vegas hả cô Hà? Lại diện thêm một bộ đồ, không biết mua bao nhiêu bộ đồ nữa. mua mà mệt luôn á, tại vì mê. Nó tương đối của mê cái fashion. Cái bài mà rất là ấn tượng mà Thủy nhớ hoài là cái bài mà The Uptide, cái bài mà trong cái chương trình Paris by Night 129 Dynasty đó, Khánh Hà, Lưu Bích, Tuấn Ngọc và Thúy Anh. Xong rồi có hình ảnh của bác Lữ Liên rồi anh Tú. Cái bài đó thật sự khán giả khi coi cái bài đó vỗ tay quá chừng luôn. Cái bài đó là một kỷ niệm, nhưng mà cũng là một kỷ niệm. Mình không dám nói xấu ai nha. Lúc đó là chú Tuấn lúc đó là nhận được cái phone chú Tuấn đang lúc gần tới ngày show rồi, còn có một tuần nữa, hai tuần. Thủy, tôi không làm bài nữa này nữa đâu. Tôi không làm. Tại sao? Tôi với Khánh Hà Lưu Bích mới gây lộn. À không, cô Hà gọi chứ. Cô Hà nói, ổng đuổi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là xong thôi. Thủy cũng năn nỉ. Rồi thôi, chú Tuấn, chú giận, chú nói vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng cái bài đó hay quá cô ha. Rồi AVT lúc đó, hát AVT quá hay luôn. Trời ơi, Lưu Bích. Hình như what a memory, right? What a memory.
trong gia đình này là ai cũng nóng tính, nhưng mà xong sau đó là năn nỉ và rất là dễ dỗ ngọt, phải không cô? Ai nóng tính nhất cô với cái này nói xấu đi đó. Không, tôi không dám nói ai. Bây giờ lên đây rồi không dám nói ai hết. Đó. Chỉ có một cái đó là đó. Mà lâu là hồi trưa rồi Bích nóng tính lắm, biết Bích còn nói chi nữa, thôi không nói nữa. Bích rất là nóng tính, nhưng mà... Nó, mấy đứa nhỏ đó nó gây với mình xong cái mình khóc cái xong nó lại nó thôi đi ăn đi là thế là đi thôi. Nhưng mà gia đình nóng tính vẫn là United Family. Cười vừa rồi cái show của tại Sài Gòn Thủy thấy cũng được rất là nhiều khán giả hưởng ứng. Dạ, cũng một cái show hay. Yeah. Bây giờ khán giả đang thắc mắc một câu, đó là bây giờ là cô Khánh Hà đã thuyết phục chồng mình trở lại sân khấu được rồi, để mà có một cái kỷ niệm trên sân khấu, thì khán giả không biết là Khánh Hà và Tô Chấn Phong có dự định phát hành một cái album để mà đánh dấu cái sự trở lại của thì lúc nào Tô Chấn Phong làm cũng muốn làm đó. Mà cứ đây này cứ mắc cái anh Phong việc rất, làm rất là bận, phải không? Về đó busy, là cứ hẹn non hẹn biển biển gì không không rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ Phong đã đi 3 chuyến rồi. Thế nên nếu mà thật sự ra mà cái chuyến tới nữa mà không có làm gì thì cũng không được. Cũng bắt buộc phải bài mới. Yeah. Thì bài sớm muộn nó cũng phải làm thôi. Sớm bắt buộc phải làm. Đây là hứa này đó, đây không phải lời hứa vu vơ nha. Dạ. Là hứa thật đó nha. Đây cũng có thể coi là một lời hứa rồi đó, đúng không cô? Đúng vậy. Rồi có một cái câu này nữa, không biết có nên hỏi hay không. Nhưng mà khán giả hỏi nãy giờ mấy lần rồi, thôi để đọc rồi khỏi trả lời hay không rồi để anh Phong nha. Khán giả hỏi là hồi xưa cô Khánh Hà vừa nổi tiếng vừa đẹp thì làm sao chú Phong cua được cô Khánh Hà vậy? Cái đó cũng duyên số thôi, cũng duyên số thôi. Thì là thì mời mới đầu mời để làm những cái bài trong cái để phát hành cái hè 90 CD, hè 90 đó. Thì mới đầu mời xong thì cứ đi ăn đi uống ngoài rồi mỗi ngày đó, rồi không biết nó sinh nở ra như thế. Khi nào mà gọi Honey cô? Khi nào gọi Honey vậy cô? Khi nào ai gọi Honey, Honey trước? Ai gọi Honey trước? Đâu đi. Tại tôi nói là bây giờ không có xưng anh em nó kỳ lắm thôi. Tôi bây giờ xưng Honey dù gì tiếng Anh mình cũng đỡ ngượng hơn. Chứ trời cái này mà xưng anh em kỳ quá. Thì hôm nọ thì xưng lén thôi. Bữa nọ có cái một người đi vô tự nhiên cái Honey cái tôi chết rồi trời. Tôi nói thật lúc đó tôi muốn độn thổ lúc đó đang dâu. Thật ra mối tình này 2 năm mới ra mắt đó, cứ trốn. Dạ, hẹn cứ đi đâu mà năm. Thấy hẹn cứ đi đâu mà thấy phải. Thấy Việt mình thấy người Việt mình là trốn. Đi. Trời ơi, cái mối tình này nó cũng ly kỳ. Cái thật sự ra mình nếu mà nói về tại cái hai người mà có hợp nhau là thật sự buồn cười lắm. Cái lúc đó là cái thời trong cái thời gian đó đó là Phong mới break up với một người nào đó. Thì Phong lúc đó Phong mới nói là Phong nó không bao giờ mà đụng tới đàn bà nữa. Phong nói Phong dẹp qua một bên. Với nó thì Thủy biết đâu. Thường thường á cái lúc mà mình còn trẻ đó. Hận tình. Lúc thôi mình... đàn bà ơi. Không phải. Không có bị bỏ. Không phải bỏ. Đây là Phong trả. Nói Phong kể lại cho nó đúng nha. Tại vì cái lúc đó là cái đầu óc của mình chỉ nghĩ tới làm ăn thôi. Dạ. Yeah. Thì khi mà mình bỏ thì giờ để mình đi chơi á thì mình cần một cái sự gọi là mature. Yeah. Của một người thoải mái chút xíu, chín chắn chút xíu. Nhưng mà cái lúc đó những cái người mình đi có thể là không có, người ta không có ready hay là sao đó, thì nó Phong nói sao mất thì giờ á, Phong nói thôi bây giờ Phong sẽ tắt cái antenna đi, không mở antenna nữa. Mình chỉ có đi làm thôi. Yeah. Hay, Phong tắt antenna đi. Phong buồn cười lắm Phong. Bây giờ đấy, khi mà mình còn trẻ đó, đàn ông, Phong biết đàn bà làm sao nha. Nhưng mà đàn ông á là thường thường lúc nào cũng có cái anten nó mở lên hết đó. Khi mà mình đi vô bất cứ một cái nơi nào đó, ví dụ tự đi vô bắt sóng. Ví dụ mà đi vô một cái tiệm ăn đi. Bảo đảm mình nhìn với phải lượn mắt qua một cái một vòng. Một vòng để coi cô nào trông được mắt hay là sao đó, cái anten nó mở lên đó. Antenna nó mở lên. Ồ cái câu này hay ạ. Nhưng mà Phong nói Phong dập tắt luôn cái antenna không có mở lên nữa. Phong nói dập. Thì mà buồn cười lắm khi mà mình tự nhiên mình không có để ý tới cái sự mà gọi là tình cảm với tình yêu nữa. Tự nhiên cái khi mà gặp Hà thì mình rất là thuần khiết, coi như là một hai business, người làm ăn thôi, business only. Thôi only. Right. Nhưng mà đến lúc mà nói chuyện rồi thì lại có những cái sự hợp, thì mình cảm thấy cái đó. À. Mình không có để ý tới gọi là mình có nên mình có cua cô này hay không, nhưng mà mình chỉ nghĩ tới ủa cái người này dễ chịu, nói chuyện cũng vui vẻ, đi ăn uống cũng hợp. Thành ra mà buồn cười Hà thật sự ra tuổi thì lớn nhưng mà thật sự cái tính tình trẻ lắm. Rất là trẻ, cái tính tình đầu óc rất là trẻ. Thủy thấy không? Phải không? Tính tình Hà rất là trẻ. Mà Phong thì mang tiếng là trẻ nhưng mà cái đầu óc là già rồi.
Là vì... cô Hà dùng từ hôm bữa là ông cụ non đó phải không cô? Không. À. Tại vì nhà có nhiều anh em, nhiều em. Dạ. Thành ra mình đầu óc mình già chức tuổi chung quy. Đâu đây cũng có nhiều em mà cái tánh nó cũng bị như vậy thôi. Dạ. Mỗi người tánh. Không, tất cả là duyên số hết. Nhưng mà đúng. Năm nay là 35 năm. Ừ. Sắp cô tới, Hà sắp và tới. Anh Phong... 35 together. Năm. Yeah. 30 năm mình phải celebrate chứ. Đó, we have to. Đó. We have to. Nếu mà đúng 35 năm á là 4 tây tháng 12. Nhớ ngày luôn. Đúng chưa? Phải đúng chứ. Tại vì cái ngày sinh nhật, cái này là sinh nhật của thằng lớn, dùng luôn. Ok, luôn. Ok. Thành ra hay nhớ quá. Luôn. Hay quá. Là cuối, chúc mừng. Cuối năm nay chúc là 4 tháng 12 là 35. Thật sự đối với một chị thấy trong cái nghề entertainment business mà ở với nhau 35 năm không phải dễ. Khó lắm. Right. Yeah. Bí quyết là gì vậy cô? Học. Không, anh thu cái duyên số thôi, hợp nhau, hợp lắm. Đó, Tiểu Phong có hợp hay không? Hợp chứ. Yeah. Không, phải nếu sống qua 10 năm là mình thấy là bắt buộc là hai người phải hợp tới cỡ nào đó rồi chứ không có thể nào. Tại vì thật sự đó, cái đời sống ở Đức, cái thời sống bây giờ đó là văn minh lắm. Người nếu mà không hợp là người ta cũng là mau lắm. Người ta không làm mất, không mất thời gian. Đúng rồi, không lý do gì người ta ở chung đó. Hồi xưa thì có thể là người ta cố gắng người ta ở. Nhưng mà thời nay không có đâu. Nếu mà không hợp là người ta bỏ. Dạ. Kính thưa quý vị, năm nay là tính ra là sắp kỷ niệm 35 năm của đôi Uyên Ương Khánh Hà và Tô Trấn Phong. Và đã như vậy họ còn cùng nhau trở lại trên sân khấu nữa. Thì cái sự kết hợp này ngay tại sân nhà California nữa thì chắc chắn quý vị phải tới, kính thưa quý vị. Và đã vậy trong cái dịp này không chỉ là dịp mà xuân vui ca đâu mà còn là lễ tình nhân nữa thưa quý vị, là Valentine nữa. Quý vị ơi, quý vị tưởng tượng đi, cuối tuần này là Valentine. Và quý vị thấy chương trình ngày hôm nay mở hàng cho Trung tâm Thúy Nga mà thứ nhất là hai con rồng, thứ hai là hai cái mối tình của Khánh Hà, Tô Trấn Phong và anh Thi, chị Thủy, là bền lâu như vậy. Chỗ cái vía này hợp quá quý vị ơi, quá trời hợp, quá trời quá đất. Cho nên là tại vì cô sắp đám cưới thành ra cô xin biết, cô sắp đám cưới hả? Dạ. Tháng ba. Tháng sau đám cưới. Trời ơi. Dạ. Chúc mừng em nhé. Dạ, cảm ơn anh. Cho nên là kính thưa quý vị, cho nên là rất là mong quý vị vừa Valentine vừa xuân thì quý vị ơi phải đến với một chương trình này, bởi vì quý vị đã yêu mến Khánh Hà và Tô Trấn Phong thì đây là sự kết hợp, sự trở lại không biết sau bao nhiêu lâu năm rồi của hai tiếng hát này mà nghe. Hát live, tất cả các ca nghệ sĩ trong chương trình sẽ hoàn toàn là hát live trực tiếp cho quý vị, không chỉ có nhạc xuân mà còn có nhạc tình nữa nha quý vị. Cùng hát live với Brothers Band thì còn gì tuyệt vời hơn nữa thưa quý vị. MC Hồng Đào Hoài Tâm thì đúng là rồi. Sẽ kể những mẫu chuyện vui về đàn bà, đàn ông nên họ đã cho quý vị dạ, cùng nghe. Dạ. Đó cho nên là đặc biệt hình như ai có đem có những bao chuẩn bị bao lì xì. Dương Triệu Vũ, Don Hồ. Dương Triệu Vũ nói là sẽ học theo anh Don Hồ, năm nay là sẽ lì xì cho khán giả. Hồng Đào Hoài Tâm với lại là Hương Thủy thì nói là đứng trước cửa casino, nếu mà khán giả nào mà nhỏ tuổi hơn ba anh chị thì ba anh chị lì xì, và tuổi của ba anh chị là 21, 26, 27. Yeah. Đó. Thì bây giờ, cho nên là ngày hôm đó vui lắm nha quý vị. Rồi hôm bữa là chú Vũ Khanh với cô Ý Lan còn nói là nấu bánh chưng bánh tét live trên sân khấu nữa quý vị. Nói chung là nó có những cái điều rất là vui, rất là hay sẽ diễn ra trong cái chương trình ngày hôm đó. Nên xin mời tất cả quý vị đến thật là đông với các anh chị em ca nghệ sĩ Paris by Night Live Show Xuân Vui Ca kết hợp cùng với lễ Valentine's, lễ tình nhân chủ nhật ngày 18 tháng 2 sắp tới đây. Pechanga Resort and Casino, số điện thoại để quý vị liên lạc ngay để đặt vé là 714-894-5811, 714-894-5811. Ngày hôm nay cảm ơn cô Khánh Hà, cảm ơn anh Tô Trấn Phong và cảm ơn chị Thủy đã đến với livestream đầu năm khai xuân, cũng như là cảm ơn piano Quốc Vũ của ngày hôm Quốc nay. Vũ. Cảm ơn, thank you Quốc Vũ. Thank you. Bây giờ mình gửi lời chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại khán giả trong show 18 tháng 2 nha. Phong, Tô Trấn Phong xin kính chào quý vị và hy vọng gặp quý vị vào chủ nhật tuần này để mà coi Phong với lại Khánh Hà hát. Để thưởng thôi. Thì còn Khánh Hà thì cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi vừa rồi, mà hôm nay Khánh Hà thấy rất vui và cũng mong rằng quý vị sẽ đến quả như là ủng hộ cho chương trình thật là đông nhé. Bây giờ đông chưa?
đông dạ, rồi, đã đông rồi nhưng mà cứ đến bé thì... còn tới cứ đến thêm để cho nó nghẹt cứng thì mới vui hơn nha quý vị nhá. Nhớ là Tết năm nay là cần cái sự đông đảo của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước nhất Thủy cảm ơn cô Hà và anh Phong lên livestream này, thật sự vui rất là khó mời cô, không phải là lúc nào cô cũng say yes đâu. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga qua chương trình Paris by Night 136, kênh YouTube Thúy Nga và chương trình sắp tới Xuân Vui Ca. Cũng chúng tôi còn một số vé thì mong quý vị gọi vào tiệm Thúy Nga 7148945811 để chúng ta cùng xem các nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga hát live với Brothers Band. Và cũng nhân dịp lễ tình nhân thì một là mình đem bạn gái mình, bạn trai mình, hoặc là Tết thì mình đem cha mẹ mình, ông bà mình và xem chương trình Xuân Vui Ca. Cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream. Cảm ơn Ngọc Hân. Cảm ơn anh Quốc Vũ. Kính thưa quý vị, và một lần nữa số điện thoại để quý vị liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga để đặt vé là 7148945811, 7148945811. Còn những quý vị đang nhắn tin thắc mắc là sao trong livestream này Khánh Hà và Tô Trấn Phong chưa song ca, thì thưa quý vị, chúng tôi để dành màn song ca đó cho live show Paris by Night Chủ nhật ngày 18 tháng 2. Quý vị muốn thưởng thức tiết mục song ca không thể bỏ lỡ này thì xin mời quý vị đến với Paris by Night live show ngày 18 tháng 2 sắp tới đây nha quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Khánh Hà, anh Tô Trấn Phong, chị Thủy và nhạc sĩ Quốc Vũ, và xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của tất cả quý vị. Xin được một lần nữa chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 đến với tất cả quý vị. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị 18 tháng 2 Xuân Vui Ca.